ra đây ta biểu coi, kia nó đâu chưa trời chưa chật rồi, giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong, làm gì mà như dở thằng đấu vậy? Tía ơi, uống đi đâu rồi ta? Có ai nhà không? Có. Ai vậy? À, có ông Đường nhà không? Ông Đường là tía tôi á. Vậy hả? Ừ. Ông đâu rồi? Ông đi ăn giỗ rồi, chưa về. Ở đâu tới đây vậy? Có công chuyện gặp ông Đường. Đúng rồi. Mày có công chuyện gặp tía ta làm gì? Hả? À, trời, nói chuyện lưu manh vậy. Bây giờ tới mua đất. À. Mày mua đất? Ừ. Tao đã nói ông đi ăn giỗ, bộ mày điếc hả mày? Rồi giờ sao giờ muốn mua đất rồi gặp ai? Tao giải quyết. Cái gì? Tao giải quyết. Mày giải quyết được không? Mày ở đâu mày ra đây? Mày ở đâu mày lên đây mày mua đất mày nói tao nghe coi. Thì cò đi mua đất thì mua đất chứ đâu lên đây. Mà tao nói mày người ở đâu mà mày xuống dưới quê tao mày mua đất? Sài Gòn. Mày ở Sài Gòn? À. Mày ở Sài Gòn. Tại sao Sài Gòn mày mua mày xuống quê mày mua mày? Trời ơi. Mua đất người ta xuống quê người ta mua, tao có công chuyện làm ăn. Sài Gòn mua đất nó nói làm chi nữa? Vậy mày xuống quê mày mua đất mày làm gì mày nói tao nghe đi. Thì mua đất chỉ dụng lẽ mua đất để cạp. Nhưng tao hỏi mày mua đất để làm cái gì để tao còn nói cho tía tao nữa mày. Cái chuyện đó chuyện của người ta. Bây giờ mà có bán không? Tao mua đất mày sẽ hỏi tra tấn người ta có vậy. Bây giờ đất mày bán nhiêu? Tía tao giận là 10 cây. 10 cây? Chính xác. Ê, nghe lại xíu anh. Gì? Tao thấy con nhỏ này bình thường tao chết liền luôn. Nó bị cái gì đó đó mày ơi. Nó không có bình thường. Tao biết, tao nghe đồn đó rồi. Nó là như là vợ đậu mày sao á. Đúng rồi mày, tao vợ đậu đó. Trời ơi, nó nghe luôn kìa. Thôi mày nói lớn luôn đi. Con nhỏ này nó khờ lắm, mày để tao mày. Được không? Ừ, có tao nè. Bây giờ đất là ông Đường nó bán nhiều? 10 cây. 10 cây đúng không? Chính xác. 10 cây bây giờ tôi mua với giá 20 chỉ bán. Cái gì mà nói cái gì? 20 chỉ. 20 chỉ. 20 chỉ. Lấy 10 cây chỉ có 10 cây thôi. Nhưng mà lấy cái gì lấy tới 20 chỉ. Mày đợi tao chút mày không được nút lợi nghe mày. Ừ. Để tao tính đó mày. Chỉ 2 chỉ, 3 chỉ, 5. 20 chỉ. Trời ơi, tí dặn có 10 mà nó mua 20 chỉ. Thằng này nó ngu. Được, tao bán nó. Thấy, trời ơi. Mày thấy nó khôn chưa? Lấy giấy tờ ra liền, lấy bằng khoán ra liền. Mày đợi nghe, mày không được nuốt lời nghe mày. Không nuốt lời, mày thấy tao hay chưa? Trời, cái con nhỏ này không biết nó thấy tao nó sợ tao không, chứ tao thấy nó tao sợ nó rồi hả? Thôi nó khôn lắm. Ừ, ở nhà ba. À, nó ra. Sao? Mày ký vô liền đi chứ không mày đổi ý. Ký vô. Viết đâu mà ký? Lấy cái viết ra đi bà nội. Tao không có viết. Giờ tao ký, mày tụi mày khỏi ký cũng được nữa. Rồi ký đi, để lấy về tao ký sao cho. Mày đợi anh chút đi. Đi ra. Dạ. Đó, máu không hả mày? Coi mày có đọc kỹ không vậy? À, đúng rồi nè. Rồi, đưa vàng đi. Ê, trả tiền lẹ. Rồi cảm ơn nha. Nhớ là không có nút lời nghe chưa? Trời ơi, đi đại đi cha ơi. Trời ơi. Lên. Trời ơi, tí giận có 10 cây mà mình bán được 20 chỉ. Được. Kỳ này ông tí ông về, ông sẽ khen mình. Không còn tệ hơn vợ ông Đậu nữa mà ông nói là khốn hơn vợ thằng Đậu hết. Đen ơi, Đen. Đen ơi. Đen. Đen. Cái gì mà kêu tao cái gì? Ủa sao tướng mới đi kỳ vậy Đậu? Tí ở đâu mày? Tí đi ăn giỗ đâu? Dạ, bắt dạ vợ không biết dạ hả? Dạ tí đi ăn giỗ rồi mày ơi. Trời ơi. Tao mới đi coi ca nhạc ở trên đình vậy mày. Mày coi ca nhạc trên đình đó? Ờ. Mày coi cái gì vậy? Coi ca nhạc ca sĩ biểu diễn á. Ca sĩ trên Sài Gòn xuống mày. Má hát tả trái mày. Coi gì đó mày kể tao nghe coi. Hát ghê con. Có ca sĩ gì nhiều lắm. Ca sĩ gì mà kể tao nghe đi. Có khứa gì mà mập mà cái mặt thù lù quá. Có một vui đây nè. Thằng đó hình như là chí tài. Ờ, hát bá cháy mày. Mày đi con mà mày không biết nó, tao tát cái mặt mày bây giờ. Không để ý mà móc ghê lắm. Móc chuẩn. Dạ hả? Chuẩn không chỉnh mà chỉnh cái là hết móc luôn. Mày kể tao nghe đây. Con nhỏ kia nữa, nhỏ ca sĩ gì mà hát cái giọng bén lắm. Giọng tút trên trời á. Con nào? Con gì? Phi Nhung á mày. Trời ơi, cái con đó là thần tượng của tao, nó đẹp lắm á mày. Ôi, mày nói sao thấy nó xấu với mẹ. Mày sao mày nói thần tượng của tao xấu, tao giải vô mặt mày bây giờ. Mỗi người mỗi cảm nhận mày ơi. Không mà công nhận nhỏ đó hát được. Nói chung mình chịu khó nghe thì cũng được. Thiệt. Mày nói vậy tao cũng... Tao không. Nói cho mày cái nghe. Gì? Mày viết gì không?
Dĩ gì? Dĩ cái miếng đất mà tí ông giận mình bán 10 cây á. Ừ. Rồi sao? Tao bán được 20 chỉ luôn á mày. Chú. Ghê mày. Ừ. Bây giờ mày thấy tao đâu có thể đúng không? Ủa mày dữ rồi. Đúng rồi. Giờ... 2 cây mày bán 20 chỉ luôn ghê thiệt. 10 cây bán 20 chỉ. Đúng 2 chỉ là hơn 10 cây rồi. Dĩ nhiên rồi, 10 có 10 rồi mà mình tới 20 lần. Ồ, kỳ này tí về là ổng kết mày luôn á. Dĩ nhiên. Ê, rồi. Cái chuyện nói cái chuyện tiền của tí đâu dính dáng mình kể nghe con Phi Nhung. Trời ơi, nó hát cái giọng nó bé như giờ Thái Lan mày. Nó hát cái lên ốc o luôn. Mày sao mày cứ đụng chạm vô cái người cái mà tao nói nghe, tao nói nghe. Thần tượng của tao. Tao biết rồi, em. Mà con nhỏ nó tội mày. Nó dữ hướng mày. Tao lén lén ra trong ra ngoài sau sân khấu mày. Trong tao nói chuyện đó mày. Lần sao? Nói ủa, Phi Nhung. À đúng rồi, nó Nhung hát hay quá. Vậy hả? Rồi nó nói gì sao? Tôi đậu, Nhung biết tôi không? Nó nói ủa anh biết không? Biết nhưng mà Nhung biết tôi không? Nó nói tôi không biết đậu, tao nổi tiếng dưới quê nó biết mày. Vậy sao nè, nó ở Mỹ vậy sao nó biết mày? Ờ, sao mày trong cái nó gọi tâm sự với thương bạn nhỏ. Tao nghe nhiều người nói con nhỏ bị khùng mày. Hả? Không, để tao phân tích cho, tao phân tích tao nghe vậy nè. Mày có tin tao quánh mày không mày? Cười gì mày, tao nói Phi Nhung mới nói mày đâu mà. Nó là thần tượng tao mày. Đây kể nghe, xong ai cũng nói Phi Nhung nó khùng, nó tản tản. Mà tao không có tin mày. Mà đâu có đâu, nó dễ thương lắm. Nó đi hát, đi diễn, thấy người lạ chùm không bao giờ nói chuyện. Ngồi một góc lặng lẽ, thấy dễ thương không? Ờ. Vậy mà về nhà đóng cửa phòng một mình, nó ngồi nói chuyện tới sáng mày. Hả? Thế? Sao mày biết? Nó kể mày. Nó kể, ôi tao nghe đồn biết liền. Người ta đồn đẩy. Mày bôi bác con Phi Nhung quá nha mày. Không phải. Mày có tin tao giả cho mặt mày. Vô duyên tưởng Phi Nhung mày mất mày giả. Ê kể nghe. Xong nó thấy tao giống như hình như thân thiện á mày. Thân thiện quá hay sao cái nó nói. À đậu thấy tôi đang muốn đi chữa sắc đẹp. Đậu thấy tôi có nên chữa không? Hả? Ôi. Mày chắc là mày thân với nó lắm nó mới nói gì với mày. Không á. Nhiều khi mình dễ thương quá người ta thấy gần gũi. Trong cái tao nói thôi tôi thấy Phi Nhung đừng có chữa gì hết. Phi Nhung chuẩn rồi đó. Phi Nhung chỉ cần chữa một chỗ thôi. Cái nào mày nói đi. Cái tao nói thôi Nhung sửa cái tính đi. Nó hỏi cười mày. Hình như chắc là cũng tính sửa tính đó. Vậy mày nghĩ cái tính nó bị cái gì? Nó bị nói chung là nó mông lung không có ra vấn đề á. Mày tao. Ấy cái gì vậy? Ê, núi. Mày dám nói chuyện. Mình đứng cách xa nhau núi đè. Tao không phải tao ngột không. Đây. Ê, xong tao nói nó hả, có đi làm thẩm mỹ, anh giới thiệu nhà bàn anh cho. Ủa, có quen nhỏ bác sĩ mà thẩm mỹ. Nó là chuyên hút mỡ luôn. Hả? Mà đặc biệt nó mập như con heo vậy. Má hình như nó hút mỡ ta xong nó uống vô hay gì á. Mày, yeah. Mày, đậu, tao quăng mày chết đậu. Tao nói mày nghe nè, mày bỏ nó qua một bên đi, mày đừng nói nó nữa. Để tao nói mày nghe nè. Để bàn Phi Nhung mày thấy vui mày. Không, mày đừng đâu. Nữa. Giờ tao nói thích rồi mày đừng. Trời ơi, nhỏ này xa lầy thần tượng nè. Mới thích tại cho nó không thích. Nè mày tại mày tao kết nhất là đóng cửa mày nói chuyện tới sáng á. Dễ thương không làm phiền ai. Nhỏ dễ thương mày hả? Mày nói nó vậy là nó khùng quá. Không có khùng đâu, nhỏ tỉnh mà. Nó tỉnh trong một cái vàng nào đó. Sao mày cười hoài mày? Ê, tới đây tao nói mày quay lại, quay lại cái vụ mà bán đất rồi bán được nhiêu hả? Nói lại nghe coi. Tao đã nói mày tập nó bán 20 chỉ mà mày hỏi hoài à. Mày mê con Phi Nhung quá mày nói tầm bậy ai bây giờ mày quên hết rồi. Đù. Cái miệng mày hỏi nhiêu cây, tí nói nhiêu cây, tí nói nhiêu cây. Tí nói 10 cây thôi. Bán 20 chỉ luôn. Chính xác luôn. Tao ký đàng hoàng, tao cắn tao ký luôn á mày. Rồi xuống. Bây giờ vậy. Mình chỉ giao tí đúng phần mà tí nói thôi. Cái phần mà dư ra mình ếm lại. Bậy, ăn cắp là cái dạng người ta đi rình rập đen ta giật còn mình lấy trước mặt người ta, hiểu không? Cái dân Sài Gòn mà cái dân giang hồ nó gọi là ếm. Mày không phải đâu. Ếm nhẹ, hiểu không? Đâu à. Phải. Ủa mày tí đâu phải là người ta đâu, tí là tí của mày đó. Tí ôi, tao nhưng rồi. Mà ếm lại để lấy tiền nó thực hiện mơ ước của mày. Đúng rồi ha. Mày có mơ ước không? Mơ ước của mày, mày nói đi. Đây, lên đây. Trời ơi, con này ngu quá mày. Mày ếm lại để chi thực hiện mơ ước. Nói mơ ước nghe chơi coi. Tao mơ ước chắc. Tao nói ra mày đừng chọc ấy. Nói coi. Tao thích làm ca sĩ.
căng á, ca sĩ căng lắm á, ca sĩ là phải cao nè, phải đẹp nè, phải tỉnh nè. Hả? Mà ba cái đó là mày không có cái nào hết trơn á. Tao tao thì đậu giờ được rồi, nếu tao ếm được là tao sẽ đưa mày lên Sài Gòn mày thực hiện ước mơ. Chính xác luôn. Hả? Tao đi tuốt mày lại, làm đồng mày lại, hiểu không? Tuốt làm đồng rồi này nọ trơn rồi lại, hiểu không? Quất cái bộ sơ rê đi hát liền. Cái bộ sơ rê gì á mà có phải là cái quần một mặt có một cái quần không? Cái nào mà có quần? Tao thích mặc cái gì mà nó xỏ xuống nó có một cái ống quần rồi đó. Cái đó người ta gọi là cái quấy. Cái quấy à? Ừ. Mà cho tao mặc cái đó tao làm ca sĩ nha. Đó ca sĩ, thực hiện ước mơ. Đây, tránh mà bên phải tập trước đi, mày làm được không mới làm. Không tao nhục mặt, tao làm bầu show cho mày. Trời tao quen nhiều mà cũng đình lắm á. Thích ca sĩ Phi Nhung không? Tao đẩy một phát mày lên tới phi gì luôn. Dạ, kính thưa quý vị, tới đây chúng tôi mới đào tạo thành công một nữ ca sĩ. Sắc đẹp thường thôi nhưng giọng hát bén lắm. Nữ ca sĩ Phi Ngựa. Thấy ghê không? Mày, tao không thấy cái tên nó. Con này ngu mày. Thấy trai gì Phi Ngựa nước ngoài không nổi tiếng. Con không thích người thấy kênh khác thôi. Phi Ngựa giờ mày nổi tiếng. Không. Thế mà lấy tên gì Như Quỳnh đi. Ồ Như Quỳnh đẹp mặt mà như con quỷ đó Như Quỳnh. Rồi. Và sau đây, nữ ca sĩ, em ruột của nữ ca sĩ Như Quỳnh, ca sĩ Như Hạch. Sao mày cười quá mày? Ê, tao quế nụ cười mày nghe mày. Tao nhớ anh chưa đâu có trong kịch bản mày. Rồi, vô, hát đi. Hát bài gì? Tao hát bài Nếu chúng mình. Nếu chúng mình cách trở. Rồi. Nhạc phẩm Nếu chúng mình cách trở, vô. Nếu là chúng mình hai đứa hai nơi. Chách chách bùm chách bùm chách bùm. Được không? Được, hay á. Thấy ok á. Rồi đó, sao? Tao mệt rồi, đi vô ngủ nha. Ở đây nói chuyện mình đi, đóng cửa lại, không ai làm phiền. Mày đi vô mày ngủ còn tao đây, tao đợi tí hả? Ừ. Hả? Tao không muốn vô ngủ với mày đâu, giờ này tao không ngủ. Đi ở đây chơi tao đi. Tao thấy đâu gì vui đâu chơi. Ê, đứng xa xa đó. Thấy không? Không hợp leo núi. Vợ đậu đâu rồi? Vợ chồng đậu đâu? Trời đất quỷ thần ơi. Tổ bà, tụi bay tao dựng cái bản bán đất mà đứa nào cột trâu cột bò rồi dục lôi kéo đi mất tiêu rồi. Vợ đậu đâu? Trời ơi, cái con này thiệt bực mình quá. Ủa? Ông làm gì ông lậu vô nhà tôi tỉnh bơ vậy cha nội? Nhà cửa ở đâu không ai đóng hết trơn, cái trời ngõ nào cũng vô được, tôi chui đại vô đây cho rồi. Qua đây có chuyện gì không? Qua sao qua có chuyện mới qua nè. Chuyện vụ gì? Ủa cái bản bán đất phía trước bán rồi sao mà tháo mất tiêu rồi? Tôi bán hồi nào? Chứ sao mà tháo mất cái bản rồi? Tụi nó cột trâu cột bò nó vòng chỗ đó rồi ông bò với con trâu lôi mẹ cái bản bán đất đi rồi. Trời ơi, thôi vậy thôi. Rồi bán cho tôi đi mấy tháng trời rồi trả giá. Bây giờ thì giá hạ xuống chút coi. Ông trả nhiều, tôi ra giá 10 cây mà ông trả chỉ có 8 cây sao mà bán được. Trời ơi, tôi làm việc nói chung là để đất cho đời. Để đất cho đời, ông mua đất tôi để đất cho đời, ông làm gì ông nói tôi nghe coi. Trời đất ơi, tôi làm nhiều chuyện đất lắm. Thí dụ? Người ta xây trường cho trẻ em khuyết tật nè. Xây trường cho trẻ cơ nhở nè. Còn tôi là tôi lo cho cái tương lai xa hơn. Là gì? Tôi xây nghĩa trang. Trời đất ơi. Tôi mua đất tôi làm nghĩa địa hả ông nội? Ờ thì người ta thôi, tôi không có bán đâu. Tôi bán khoảnh đất ngoài còn cái nhà tôi ở đây. Bắt tôi ở gần nghĩa địa hả? Thôi không có bán. Mà trả không có tới giá mà làm gì mà bán mà. Trời ơi, tôi nói ông miếng đất thôi lòi chút xíu vẫn bán 10 triệu mà 10 cây ai mua? 10 cây bây giờ đất có giá. Tôi bán 10 cây mà ông 2-3 tháng nữa ông không lợi. Tôi lên 20 cây bây giờ đó. Đó mà có giá bây giờ đóng băng hết rồi ông ơi. Đóng băng ông nội ông chứ đóng không đi gì tôi không có bán. Vợ chồng đậu biểu coi. Thôi bán làm gì vậy? Hai cái đứa này thiệt à. Chắc tao quýnh tụi bay quá. Nhà cơm nước xong chưa mà bây giờ tụi bay vậy? Ra biểu coi. Xong đó nè. Ngủ đang ngủ mà làm gì chứ? Giờ này mày ngủ hả? Đi ngủ làm gì? Đi cho đã rồi về là nói. Trời đất ơi. Trời ơi, tao cha chồng mày mà mày ăn nói kiểu đó hả mày? Trời đất ơi. Ông bèn ông đét ơi, trời đất quỷ thần ơi. Mày làm gì vậy? Trời đất ơi. Mày vô rổng mày thay người ta có quần ơi. Trưa trời trưa trật ban ngày mày mặc quần trái mày đi hả mày? Giờ đậu. Thằng tàn đậu đó phải tại tôi. Gì tàn đậu? Đậu. Mày biểu coi. Ủa tía về hả? Tía về mày ra đây mày. Đang ngủ tía về. Tại mày á.
trời đất quỷ thần ơi. Tía. Ông nội ơi, ngó xuống bà coi. Sao thế, vụ gì tía? Tổ bà vợ chồng mới ăn mặc vậy đó hả? Mày giờ mày coi kìa. Mày giờ mày coi. À, thấy không? Tại mày chứ. Trời ơi, mày ghê quá. Ai nói mày tảnh tảnh, mày tranh thủ tao ngủ lột quần đó hả? Vô lột lại. Tao mới làm, tao mới làm. Mày vô mày đổi lại cho tao. Nhanh, nhanh, nhanh. Đi vô đổi đây. Nhanh đi mày ơi. Trời cái quần chết. Mày không á. Ủa hai đứa nó, đứa nào chồng, đứa nào vợ hả? Ông hỏi làm chi vậy? Hôm qua đem mua đất quận hỏi gì vụ đó hả? Ăn bận gì đâu mà ngộ đời thiệt chứ. Ngộ hả? Ở dưới chấm bi ở trên không có gì hết sao? Ông nói người ta ông dòm lại ông coi. Tôi sao? Tổ bà đâu dớ màu xanh, cái quần thì màu cam, cáo màu vàng. Thằng quỷ ông mà mặc bộ đồ đi ngoài đồng á, trâu nó dòm dám con nào nấy hư thai hết á. Tự nhiên con mặc đồ cái trâu hư thai. Nó cháo quá nó chạy đó, tôi đứng bỏ ra. Không muốn nổ luôn nè. Mặc cái gì cũng được, sao không ở chuồng thôi. Mày nói gì hả mày? Không nói gì. Giờ tao hỏi vợ chồng bay nè. Tao đi ăn dỗ tôi về tao thấy nhà bề bộn, cái bảng bán đất tao cắm đó, đứa nào nhổ dục, đứa nào? Tôi. Trời đất ơi. Mày nhổ mày dục hả? Là tao còn, tao còn kêu bán đất mà tự nhiên mày nhổ dục là sao? Tôi bán rồi. Mày bán rồi. Tao dặn bán 10 cây mày bán bao nhiêu? Nói ra tí đừng có hớ đồ nghe. Mày bán bao nhiêu? Bán nhiêu con? Dạ, con bán 20 chỉ luôn á. Nó bán 20. 20 chỉ. Tí dặn có số 10 thôi mà con chơi tới 20 luôn đó. Ờ. Vậy con... nhỏ này khôn quá trời trời. Cái này gọi là có một sự ngu nặng nè. Ngu nặng ông nội ông ấy ngu nặng. Tôi dặn nó bán 10 cây mà nó bán tới 20 chỉ như vậy là nó bán hơn 10 cây rồi. Ông không vừa phải thôi. Không, ông nội ông chứ không. Ủa đi tía. Bây giờ tôi hỏi mấy người nè. Ờ. Một cây. Ờ. Bao nhiêu chỉ? Vậy cho tôi hỏi ông lận nè. Gì? Mấy chỉ được 1 cây? Đó trả lời đi. Trời đặc á. Ờ. Vậy tôi hỏi ông nè. Gì? Cái số 10 với số 20 cái nào lớn? Đó. Số 20 lớn. Ờ. Số 20 lớn thì con tôi bán 20 chỉ là lớn hơn 10 là còn rõ gì nữa. Trời đất ơi. Nhưng mà cái quan trọng tôi nói cái đơn vị á. Ờ. Cái đơn vị á. Rồi ông hỏi tôi trả lời. Hỏi đi. Nè. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Ờ. Bao nhiêu chỉ một cây? Giờ tôi hỏi ông nè. Gì? Số 10, số 20 nào lớn? Người ta lâu đi. Ai mà không biết số 10 nhỏ hơn số 20. Đó, vậy là con dâu tôi nó bán đúng rồi. Ta nói chuyện ông mà đó, kêu con ra đây. Kêu con ra đây. Trời, kêu ông gì nữa kêu. Tổ bà mày ôm chùm. Đâu ở đâu? Mày ra mày giải quyết cái này đâu. Trời ơi, đậu mày bỏ ra đi. Nhỏ này được nè. Nhỏ này được, dâu này được. Vậy mà họ nói ngu như vợ đậu không dám đâu. Nói chuyện là bực bội quá. Con dạ. Vậy là tía dặn bán 10 mà con bán được 20. Vậy là tía khen con rồi đó nha. Không khen cái gì kỳ vậy. Cái này không phải khen mà đáng chê đúng không ạ. Bây giờ tôi ví dụ tôi hỏi nè. Ờ, con hỏi đi. Trả lời tao. Bây giờ tôi hỏi dạo nè. Ờ. Bao nhiêu lạng một cái dạo? Vậy tôi hỏi ông nè. Gì? Số 10, số 20 nào lớn? Trả lời đi. Cái tối ngày 10, 20 hoài. Ờ. Số 20 lớn hơn số 10. Đó, vậy là còn đòi gì nữa. Con trai này chả ngu lớn không? Để con tía. Ờ, qua trả lời đi. Để con. Qua trả lời đi, con đậu. Khoan cho con nói chuyện biết mặt với con vợ con cái. À. Mai mốt mày đồ á, đổi loại giải đi nha. Mày xích bóng nhọt thấy mẹ. Này nói chuyện vô hệ với tôi nè. Chú muốn gì chú nói trình bày đi. Mai mốt đừng bỏ áo quần nha. Đụng hàng. Đụng hàng. Chú học trường mầm non hả chú? Tao cha chồng mày nha mày. Tao cha chồng mày nha. Giờ tao hỏi mày nè. Bao nhiêu lạng một ký gạo? Bao nhiêu ký? Một ký bao nhiêu lạng chú biết không? Đó trả lời đi. Một ký bao nhiêu lạng? 10 lạng ký. Biết rồi hỏi chi cha. Đậu mày giỏi quá đậu. Biết rồi mà còn hỏi. Tao mày ngồi xuống đây đi. Nó kêu con nó trả lời kìa đậu. Bây giờ tao hỏi mày nè. Hỏi đi. Bao nhiêu chỉ một cây? Trời ơi, hỏi nữa. Đâu, mệt ghê. Trả lời đi. Một cây bao nhiêu chỉ? Ờ. 10 chỉ 1 cây. Biết giờ hỏi chi? Ờ. Sao kỳ vậy ta? Bây giờ tôi hỏi ông nè. Cái gì? Số 10, số 20 nào đó. Tôi lại ông quá. Tự nhiên người ta đang hỏi cái ông cứ 10, 20 hoài. Bây giờ tôi nói cho mấy người biết nè. Ờ. Một cây là 10 chỉ. Ờ. Con gái bán đắt nhiều. 20 chỉ. Đó, 20 chỉ là tính ra bao nhiêu cây? Ông đừng có ngu nha. Giờ tôi hỏi ông nè. Cái gì? Số 10, số 20 nào lớn? Trời ơi. À, cha trả lời đi. Trả lời đi. Số 20 lớn. Đó, vậy đó. Mà còn cãi nữa, số 20 lớn.
lớn mà còn cãi hoài à. Trời đất ơi, 20 này là 20 chỉ chứ không phải 20 cây. 2 chỉ 20 cây, miễn có 20 là hơn số 10 à. Nói vậy mà sao cũng còn cãi. Trời ơi, chắc tôi chết quá. Đây nè, 10 chỉ 1 cây phải không? Mà 20 chỉ có 2 cây mà ông đòi bán 10 cây, vậy còn 8 cây ở đâu? Bây giờ tôi hỏi ông nè. Cái gì? Số 10, số 20 nào lớn? Đó. Trả lời đi. Trả lời đi. Tao tôi lại gia đình ông luôn á. Trời ơi, nói vậy mà cũng không hiểu nữa. Đúng là tệ hơn vợ thằng Đạo. Về đâm đầu chết cho rồi. Nó cả không được nên nó. Ủa, nó nói vậy là sao? Hại não quá rồi. Dạ, hại não thiệt. Dạ nói. Đâu đâu là lấy vàng nó coi. Lấy vàng nó coi. Con này thiệt à. Tâm lơ, tâm lất à. Vợ mày nó khôn lắm đó. Dạ. Ai cũng đồn nói tại vợ đậu mà bữa nay tao thấy là nó ngon lành rồi đó. Trời ơi, nhà mình ai nói nhà mình khôn hết trơn. Đúng rồi. Dặn nó bán 10 cây mà nó bán 20 chỉ là nó hơn gấp đâu rồi. Dạ nó giỡn rồi. Dạ cãi nữa. Đem vàng đâu? Tiếc. Hả? Không mấy cho con nữa đi. Đậu ơi đậu. Mày vô mày mang vô giùm tao đi đậu. Cho đầu tư làm ca sĩ. Nó mà làm ca sĩ. Đậu ơi đậu mày vô. Hát kìa lắm. Trời ơi. Vàng ở đâu? Mày đem ra đây à. Mày mà giấu bớt mày biết tài tao á chứ mày đừng có nói. Đâu đưa đây tí con coi. Đưa ra. Tăng tăng tăng. Trời đất quỷ thần ơi, vàng hồi nào tới giờ mới thấy. Đó đó, có mình con tôi là đã 10 cái rồi nè. Vàng tôi bán 10 cây mà bây giờ mày bán 20 chỉ nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó nó kêu không ăn lời được một chỉ nào luôn. Ê nó nghe. Nó nghe. Tao hỏi mày nè. 20 chỉ hả? Ừ. Thì vậy mấy chỉ mới cộng lại 1 cây? Cái gì nữa tía, hại não. Câu hỏi tía nè. Số 20, số 10, số nào lớn? Ờ. Nói đi. Thì số 20 lớn. Đó, vậy là ngon rồi. Mình tới 10. Con thấy tía bắt đầu với một chai lùng kia rồi đó. Ờ. Giờ tao hỏi mày nè. Ừ. Mà mấy cây mới được 1 chỉ? Dạ con hỏi tía nè, mấy chỉ mới được 1 cây nè? Mấy chỉ mới được 1 cây? Ừ. 10 chỉ á. 10 chỉ được 1 cây? Ừ. Vậy thì tao dặn mày bán bao nhiêu? 10 cây. 10 cây? Mà tới 20 chỉ. Ừ. Số 10, số 20, số nào lớn? Thôi vợ chồng này làm tôi rối rồi trời. Tôi rối thiệt hả ta? Ủa, 1 cây là mấy chỉ? 10 chỉ. 10 chỉ, 1 cây 10 chỉ. Mà 20 chỉ là 2 cây. 20 chỉ 2 cây. Ừ. Còn 8 cây ở đâu ông kia em hỏi rồi. Tổ bà chị kia nó hỏi đúng mà. Vợ ông Đạo. Đạo mày bán bao nhiêu? Thì số 10 với số 20 thì số 20 lớn hơn. Trời ơi, bây giờ mày còn hỏi tao câu đó nữa. Tao hỏi mày nè, tao dặn mày bán bao nhiêu? 10 cây. 10 cây mày bán nhiêu? 20 chỉ. Là 2 cây. Vậy 8 cây đâu? Ông kia em hỏi hoài. Vậy số 10, số 20 nào lớn? Con cũng không biết nữa. Trời ơi, đúng rồi, chả nói 8 cây. Như vậy là mày bán chỉ có 2 cây. Tao lỗ hết 8 cây rồi. Trời ơi, trời. Đúng là ngu với vợ chồng thằng Đạo. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, mà có bầu mày lựa chỗ quá. Bây giờ thú quá, có bầu tem nợ mày hả? Không có chỗ đâu, không có người mới có bầu được. À, cá không có nhiều chuyện. Dạ, đúng rồi. Hiểu không? Nó có bầu, tao hỏi mày thiệt nha. Dạ. Trời ơi.